đội tuyển Việt Nam bất ngờ thiếu quân trong ngày đầu tập trung. Huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ có 19 cầu thủ tập luyện trong ngày đầu đội tuyển Việt Nam tập trung, chuẩn bị cho giải giao hữu Liên Đoàn Bóng Đá Châu Á 2024. Đội tuyển Việt Nam chỉ có 19 cầu thủ tập luyện trong ngày đầu tập trung, chuẩn bị cho giải giao hữu Liên Đoàn Bóng Đá Châu Á 2024. Chiều ngày 30 tháng 8, đội tuyển Việt Nam ra sân tập với chỉ 26 cầu thủ so với danh sách tập trung. Theo dự kiến ban đầu, đội sẽ chỉ thiếu vắng 3 cầu thủ là Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Tuấn Anh, câu lạc bộ Nam Định và Trịnh Xuân Hoàng, câu lạc bộ Thanh Hóa, do bận thi đấu siêu cúp quốc gia vào ngày 31 tháng 8. Tuy nhiên đến ngày tập trung, nhóm cầu thủ BKMX Bình Dương gồm Quế Ngọc Hải, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Tiến Linh và Bùi Vĩ Hào chưa thể lên tuyển vì bận lịch trình ở câu lạc bộ chủ quản BKMX Bình Dương. Dù thiếu vắng lực lượng nhưng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn đảm bảo chất lượng buổi tập với các giáo án di chuyển, phối hợp chuyền bóng trong cự ly ngắn, trung bình. Trả lời truyền thông trước buổi tập, tiền đạo Phan Văn Đức với lần trở lại đội tuyển sau 18 tháng vắng bóng cho biết: "Đây là lần đầu tôi làm việc với huấn luyện viên Kim Sang-sik. Cảm nhận ban đầu của tôi là ông ấy gần gũi với các cầu thủ. Tôi hy vọng sẽ sớm thích nghi được với chiến thuật của đội, có sự chuẩn bị tốt nhất cho hai trận giao hữu với Nga và Thái Lan. Họ đều là những đối thủ rất chất lượng. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ duy trì lịch tập luyện tại Trung tâm Bóng đá Trẻ Việt Nam xuyên suốt giải giao hữu Liên Đoàn Bóng Đá 2024. Ngày 4 tháng 9, đội tuyển Nga sẽ đáp chuyến bay đến Việt Nam. Chiều cùng ngày, buổi họp báo trước trận Việt Nam, Nga diễn ra với sự tham dự của huấn luyện viên trưởng, đội trưởng của hai đội. Ngày 5 tháng 9, đội tuyển Thái Lan sẽ đáp chuyến bay đến Việt Nam, trước thềm giải giao hữu Liên Đoàn Bóng Đá 2024. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đang gặp một số vấn đề về lực lượng, điển hình là việc phải thay thế hai nhân sự so với danh sách tập trung ban đầu. Nguyễn Văn Toàn bị đau cổ chân, Bùi Hoàng Việt Anh chấn thương dây chằng chéo trước và lần lượt được thay thế bằng Phan Văn Đức, Giáp Tuấn Dương. Trong màu áo đội tuyển Việt Nam, tiền đạo Phan Văn Đức từng có 34 lần ra sân và ghi được 5 bàn thắng. Thủ môn Đặng Văn Lâm nhiều lần trao đổi với Nguyễn Philip trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam cũng trong ngày 30 tháng 8. U22 Việt Nam tập luyện buổi đầu, chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc. Giải giao hữu quốc tế Liên Đoàn Bóng Đá 2024 có sự tham gia của 3 đội tuyển Việt Nam, Nga và Thái Lan, do VFF tổ chức. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm, xếp hạng. Lịch thi đấu: 20 giờ ngày 5 tháng 9, Việt Nam, Nga; 20 giờ ngày 7 tháng 9, Nga, Thái Lan; 20 giờ ngày 10 tháng 9, Việt Nam, Thái Lan. Các trận đấu diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình và được phát sóng trực tiếp trên FPT Play.